Chào mừng các bạn đến với kênh của anh Thép, và tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sắt thép. Sứ mệnh của tôi là mong muốn sẽ giúp được cho những cái đại lý cửa hàng sắt thép vật liệu xây dựng trên toàn quốc có một mô hình kinh doanh hiệu quả và một cuộc sống hạnh phúc. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái niềm vui rất lớn của tôi, đó là thời gian vừa rồi tôi có làm một cái lô thanh lý khoảng tầm 1.600 mét. Và khi mà tôi đăng lên trên mạng xã hội để giao bán cũng như là giúp đỡ những cái anh công trình bị làm nhầm màu ấy, thì tôi nhận thấy được một cái, đó là tất cả những cái anh em sản xuất, anh em bạn hàng của tôi thì họ đều gặp những cái vấn đề mà khi sản xuất nó bị nhầm hàng, bị nhầm màu do quá trình lên đơn cũng như là do quá trình thiết kế của đơn vị thi công, thì họ cũng không biết cái kênh nó bán ở đâu. Và họ khi mà nhìn thấy tôi đăng lên tôi bán thì họ cũng rất là nhiều người, có hàng trăm các đại lý điện đến và nhờ tôi bán giúp cho họ ở những cái mặt hàng mà nó bị nhầm màu và họ rất là khó để bán ra. Thì tôi cũng rất là vui khi mà cái kênh của anh Hưng Thép đã được ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng và được rất là nhiều yêu quý, khi mà tôi giúp đỡ được anh em trong cái lúc mà họ không biết là đẩy cái hàng hóa này như thế nào và đẩy ở kênh nào. Tại vì cái hàng của chúng ta, như các bạn biết, nó là cái hàng may đo, nó là cái hàng đúng theo cái quy cách của công trình, của thiết kế thì mới đồng ý, thì mới được. Còn những cái hàng đặt sẵn như thế này thì đối với những công trình lớn thì họ yêu cầu cái sự chuẩn xác nó cao hơn. Và cái tiêu chí của tôi không phải là hàng nào tôi có thể nhập, vì tôi biết được là nếu mà những cái hàng nó quá ngắn, nó sẽ rất khó để cho anh em ghép nối vào, thì nó sẽ rất là bị ảnh hưởng đến cái tiêu chuẩn. Và khi mà tôi nhập hàng thì tôi có cái tiêu chuẩn của tôi, đó là tôi sẽ không nhập những cái hàng nó quá ngắn như thế này các bạn nhé. Đây, những cái hàng như này thì tôi sẽ không bao giờ tôi nhập, vì khi mà chúng ta đem ra công trường đang thi công ấy, thì chúng ta rất khó để có thể là ghép nối, cũng như là nếu mà chúng ta ghép nối được thì cái chất lượng công trình nó cũng sẽ không được đảm bảo đâu các bạn ạ. Và cái tiêu chuẩn của tôi khi mà tôi nhập hàng, ít nhất là nó phải dài trên 6 mét và trên 6 mét hoặc là 8 mét. Để làm sao, tại sao lại là hai con số đấy, 6 mét hoặc 8 mét thì tôi mới nhập về? Thì cái việc là cái 6 mét hoặc 8 mét ấy, thì nó là vừa đủ chiều dài để cho chúng ta có thể pha, chúng ta có thể ghép nối vào. Ví dụ như là một cái mái mỗi bên là 3 mét thì chúng ta có thể lấy cái hàng 6 mét này, chúng ta cắt đôi ra, chúng ta có thể làm được một cái mái hoàn chỉnh. Và hàng 8 mét cũng vậy, hàng 8 mét thì nó là cái số chẵn, thì nó có thể phục vụ cho bạn những cái đơn hàng. Ví dụ như là 6 mét thì thừa ra 2 mét các bạn có thể làm hàng rào, hoặc 8 mét thì các bạn có thể chia đôi ra mỗi bên 4 mét. Thì những công trình thường, những công trình dân dụng ấy, những cái hàng 3 mét và 6 mét nó rất là thông dụng, và nếu mà chúng ta có bỏ đi thì nó cũng không bỏ đáng là bao nhiêu cả, và cái hiệu suất kinh tế thì nó lại rất là cao. Thì các bạn nhìn thấy đây, xung quanh tôi là đều là tất cả những cái hàng mà tôi vừa nhập về của các anh em sản xuất, họ gửi hàng ở đây. Anh em thấy có nhiều không? Ở đây đâu đó vào khoảng tầm 2.000 mét xốp, nó đâu đó vào khoảng tầm 10 tấn hàng. Và đây chỉ là 1/10 những cái hàng mà tôi đang chuẩn bị nhập về. Nó rất là nhiều các bạn ạ, nó cực kỳ nhiều. Và nó có một cái ưu điểm, đó là nó giá nó vô cùng ưu đãi các bạn nhé. Nó vô cùng ưu đãi. Đây là hàng mới 100%. Có điều là nó là cái hàng sẵn, hàng cắt sẵn và nó bị nhầm màu thôi, thì tôi gọi nó là hàng thanh lý. Và cái hàng thanh lý này thì đương nhiên rồi các bạn ạ, hàng thanh lý này tôi sẽ để cho anh em với giá vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Yes. Và nếu mà anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ với anh Hưng Thép để anh Hưng Thép có thể tư vấn cũng như là báo giá cho anh em. Và hôm vừa rồi tôi có làm cái lô hàng khoảng 1.600 mét, thì cái hàng tôn này nó tỉ trọng của nó hơi bị mỏng một chút, nó khoảng tầm 2 cân 1, tỷ trọng 2 cân 1, thì nó hơi bị mỏng. Thì đợt này tôi chuyên nhập về những cái tỷ trọng nó cao hơn, là hàng 2 cân 6 và hàng 2 cân 8 đến 3 cân, để phục vụ cho anh em nào mà lập mái nó sẽ đảm bảo hơn, cũng như là nó cứng cáp hơn, đảm bảo về cái an toàn cũng như là đảm bảo về chất lượng công trình cho anh em. Số lượng cực kỳ lớn, nhưng có một sự thật là về bao nhiêu thì hết từng đấy. Và những cái sản phẩm như thế này thì khách đã chốt hết rồi các bạn nhé, khách đã đặt hết rồi, hàng hóa chưa về, hàng hóa vẫn còn đang ở công trình, chưa về đến kho, thì
mọi người đã đặt tiền hết cả rồi các bạn ạ. Vậy nên là nếu mà các bạn có bất kỳ một cái nhu cầu về hàng thanh lý như thế này thì có thể liên hệ với anh Thép để anh Thép có thể báo giá cho các bạn, cũng như là các bạn có thể tham khảo những cái hàng này vì nó là hàng mới, hàng chưa qua sử dụng và cái giá nó vô cùng tuyệt vời, giá vô cùng tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn qua một vòng, đấy, nó có rất là nhiều size cũng như là kích thước màu sắc. Đấy, các bạn nhìn cái tấm tôn xốp ấy, các bạn đã bao giờ nhìn thấy cái hàng thanh lý mà nó đẹp như này chưa các bạn? Đây các bạn nhìn cái tôn xốp bên này, nó vô cùng đẹp. Hàng mình nhập về bán cho các bạn, mình cũng phải lựa chọn những cái đơn vị uy tín cũng như là chất lượng sản phẩm phải ok. Không chỉ là mình muốn bán một lần mà mình muốn đồng hành với các bạn lâu dài, nên là cái tiêu chuẩn đầu vào của mình cũng sẽ rất là kỹ lưỡng, cũng như là mình cho các bạn xem thực tế những cái hàng như này. Và công ty mình thì đã làm cái hàng này cũng một thời gian và mình cũng có rất nhiều kinh nghiệm từ cái việc nhập hàng cũng như là màu sắc, những cái màu nào công dụng và những cái size, những cái tỷ trọng nào công dụng cũng như là chiều dài nào thì phù hợp với các bạn, thì mình đã làm ok hết rồi. Thì các bạn công trình cần đặt hàng thì có thể liên hệ với anh Thép qua số điện thoại ở trên màn hình các bạn nhé. Và ở đây thì hiện tại thì mình chỉ có cái hàng 11 sóng. Nếu mà các bạn cần những cái hàng khổ 6 sóng, khổ công nghiệp thì có thể liên hệ với anh Thép để anh Thép có thể lấy về cho các bạn. Và nếu mà các bạn thấy video này hay, hoặc các bạn biết bạn bè của mình cũng đang làm đơn vị thi công xưởng nhà công nghiệp, thì có thể chia sẻ cho những cái người thân, người quen của bạn biết đến những thông tin bổ ích giá trị này, để cho cái việc công việc kinh doanh của các bạn, để làm sao mà chúng ta có cái hàng hóa cũng như là cái giá cả nó cạnh tranh nhất để đi ra ngoài. Và nếu các bạn thấy video này hay và giá trị thì hãy chia sẻ cho những người thân, người quen của bạn biết đến những cái thông tin bổ ích này, và hãy nhớ là đăng ký kênh giúp anh Hương Thép để các bạn có thể nhận thêm nhiều những cái video mới và nhận thêm nhiều được những cái giá trị từ kênh của anh Thép các bạn nhé. Anh Thép xin chào tất cả mọi người.